thế là một là có cái quyền của người có tiền, thứ hai là quyền của người có sức khỏe, và thứ ba là quyền của người có chức danh. Hãy cho em hỏi là có tồn tại ranh giới giữa quản lý và nhân viên không ạ? Và ranh giới đó là như thế nào ạ? Em cảm ơn thầy và chúc thầy an lạc. Như vậy trong câu hỏi của anh là có tồn tại ranh giới giữa quản lý và nhân viên không ạ? Và ranh giới đó là như thế nào? Như vậy trong đầu anh đã có ranh giới rồi. Thì thưa với anh là nó vẫn quay trở lại cái câu chuyện của giao tiếp. Câu chuyện của giao tiếp. Trong giao tiếp thì có hai phần, tôi nhắc lại thôi, một phần là vị thế và một phần là tâm thế. Vị thế là một là có cái quyền của người có tiền. Thứ hai là quyền của người có sức khỏe. Và thứ ba là quyền của người có chức danh. Như vậy có 3 phần nhé. Và một là quyền của người có sức khỏe, hai là quyền của người có tiền và ba là quyền của người có chức danh. Ba cái quyền này cùng với thời gian nó sẽ bấp bênh, có thể còn hoặc mất. Cho nên tôi khuyến cáo trong giao tiếp không dùng ba quyền này. Vì ba cái quyền này bạn dùng rồi và vào một ngày bạn không còn cái quyền đấy bạn dùng nữa thì trong giao tiếp người ta khinh bạn bằng mẻ. Và điển hình là các quan chức sử dụng chức danh để giao tiếp xong về hưu một cái là xin lỗi cả 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 nhà chứ họ ghét như chó đấy. Thế thì sau đó là có ba cái quyền của giao tiếp bằng tâm thế. Một là sự hiểu biết về chuyên môn, hai là sự hiểu biết về xã hội, và ba là có nhân cách. Vậy thì bạn nói rằng là giữa quản lý và nhân viên có ranh giới không? Tôi trả lời bất cứ ai ứng xử với ai nó đều có ranh giới của nó. Bởi nếu chỉ cần trí tuệ của hai người khác nhau thôi thì nó đã hình thành cái ranh giới rồi. Bạn nói chuyện với người ta bạn sẽ mất tự tin. Nếu một người họ có nhân cách hơn bạn nhưng bạn có trí tuệ của bạn, bạn dùng vào chỗ lươn lẹo thì bạn là thằng lươn lẹo, bạn gặp người nhân cách nó đã có ranh giới rồi và bạn sợ. Bạn là thằng lươn lẹo nhé mà bạn gặp người nhân cách thì kiểu gì bạn cũng sợ. Bạn xem phim Sinh Tử là một ví dụ đấy. Cái bác viện trưởng viện kiểm soát với bác giám đốc công an là bác có nhân cách. Có phải tất cả cái bọn lươn lẹo nó ma cô hơn bác ấy, nhưng nó gặp bác là nó cứ sợ, nó cứ run người. Rồi cái sự hiểu biết về xã hội, thì cái người nào họ hiểu biết tổng quan về xã hội thì cái ông giỏi về chuyên môn, kể cả giỏi có nhân cách đi chăng nữa, mà gặp một cái ông có nhân cách có chuyên môn sao ông lại hiểu về xã hội, quy luật xã hội thì lại nể người ta 10 phần. Vậy thì bản chất trong giao tiếp, trong cuộc sống, trong công việc, giữa người với người luôn có ranh giới. Và cái ranh giới ấy nó là ranh giới mềm của trí tuệ, của nhân cách, của hiểu biết xã hội. Còn tất cả những người mang cái chức danh, mang tiền bạc, mang sức khỏe ra để làm cái ranh giới thì cái ranh giới nó sẽ mong manh. Nếu ông khỏe hơn tôi, ông dọa tôi thì đến lúc ông yếu hơn tôi đập chết ông. Vì vậy nó sẽ qua lại. Nếu ông có tiền ông dọa tôi và một ngày nào đó tôi có tiền tôi sẽ chế giễu ông. Nếu ông có chức danh ông coi thường tôi, đến khi ông về hưu tôi có chức danh thì tôi cũng coi thường ông. Và bạn dùng tất cả những cái quyền đó, ranh giới đó là những ranh giới không xuất hiện. Nếu bạn đưa cái đấy làm ranh giới thì ngày hôm nay người ta ngăn bạn ngăn nhà họ thì ngày mai họ sẽ ngăn nhà bạn. Và cái ranh giới đấy không nên dùng. Vì vậy người làm sếp hòa đồng với nhân viên, tức là đừng mang chức danh ra. Hai, sống theo phong cách sống của nhân viên, tức là đừng mang tiền ra dọa họ. Ba là đừng có bao giờ dọa đánh nhân viên, kể cả bạn to con hơn họ. Vậy thì ba cái quyền đấy không được dùng. Thế còn cái ranh giới bền vững chính là ranh giới của nhân cách. Tôi có nhân cách hơn anh tôn trọng tôi, nhưng vào một ngày đẹp trời anh có nhân cách bằng tôi hoặc hơn tôi thì anh vẫn tôn trọng tôi và tôi vẫn tôn trọng anh. Đấy chính là nhân cách, đúng không ạ? Vậy thì hãy dùng cái quyền của nhân cách, quyền của trí tuệ,
chuyên môn, quyền của trí tuệ, tuệ hiểu biết xã hội, thì tôi đảm bảo rằng giữa người với người luôn có ranh giới. Nhưng giả sử vào một ngày đẹp trời nó có hết ranh giới chăng nữa, thì cái sự tôn trọng lẫn nhau nó vẫn còn nguyên. Còn ranh giới đương nhiên nó sẽ hình thành, và nó gọi là ranh giới mềm. Và chúc bạn, nếu có làm quản lý thì hãy dùng những cái khoảng cách, những cái ranh giới mềm ấy để làm cho nhân viên họ hạnh phúc. Và nếu bạn có nhân viên mà bạn có được cái quyền nhân cách, cái quyền trí tuệ chuyên môn và hiểu biết xã hội, thì tôi tin chắc ông quản lý, ông ấy gặp bạn thì tự ông ấy cũng phải tạo một cái ranh giới tôn trọng bạn nhất định. Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn. Cả nhà dùng có được không ạ? Nghe câu hỏi này thì cả nhà ngay ngày mai có dùng được vào cuộc sống không ạ? Tuấn chỉ quan trọng nhất là sau khi nghe Tuấn chia sẻ thì có áp dụng ngay lập tức vào cuộc sống được hay không. Chứ còn Tuấn không thích là sau khi nghe thầy xong rồi em thấy có kiến thức hay lắm thầy ơi. Quan trọng là ngay ngày mai bạn dùng được. Đấy. Cảm ơn anh em. Đấy, hôm vừa rồi thì đấy, hôm nay thì bắt đầu tôi đưa 250 câu hỏi trắc nghiệm về tìm hiểu về đạo Phật. Thế thì một số anh em là thi là chỉ được có 5-60 điểm thôi. Trong 250 câu chỉ đúng được có nửa thôi. Thế thì tôi bảo đấy, tôi nói với các bố là các bố hiểu còn chưa hiểu, mà các bố cứ đợi ngộ. Ngộ thế quái nào được. Thế cho nên là thôi thì từng cái chuyên đề một tôi giảng. Mà tôi giảng thì tính tôi giảng nó có mang tính hành vi, tức là nó phải chạm vào cái hành động của mình tiếp theo trong ngày hôm sau ấy. Thì ngày hôm sau chúng ta phải thực thi luôn, phải tập thực thi luôn, thì nó mới thành cái tuệ. Vì kiến thức là thứ mình học được và mình hiểu nó, nhưng mình không làm. Nhưng mình biết lựa chọn kiến thức mình làm thì chính là trí tuệ. Và bạn có một kho gạo, nó tương tự như một kho kiến thức, nhưng bạn không nấu được một nồi cơm bạn ăn thì bạn vẫn chết đói. Vì vậy nghe thì bạn có một kho gạo, tức là một kho kiến thức, nhưng không làm nổi được một bát cơm để mà sống, thì kẻ đấy nó gọi là kẻ lý thuyết suông. Nhưng nếu người ta chỉ có một bò gạo thôi, nhưng mà người ta khéo vẫn nấu được một nồi cơm mà 4-5 người ăn hạnh phúc, thì người đấy mới là người thật sự trí tuệ. Và ở Việt Nam của mình đang bị sa đà vào câu chuyện quá tập trung vào kho gạo, chất thật nhiều gạo trong một kho gạo nhưng không biết nấu nổi một nồi cơm. Tức là có một đống kiến thức nhưng không mang được một tí kiến thức để ứng dụng vào đời sống, để làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Thì cái đấy là bị rất là nhiều. Và chính đây cái việc này là tôi rất là đau đớn. Tôi mong muốn là sắp tới chỉ 1-2 năm nữa thì tôi ra được một cái trường cấp 3. Thì buổi sáng vẫn học kiến thức theo kiểu chương trình của Bộ Giáo dục, và buổi chiều tôi đưa kiến thức thực tiễn, nó gắn giữa cái kiến thức ấy với cuộc sống. Nó thiếu một cái cây cầu để kết nối giữa kiến thức, để chạm vào cuộc sống, để giúp cho anh em, các cháu nó hiểu cuộc sống hơn, và nó mang kiến thức ấy ứng dụng được vào đời sống. Đấy, thì tôi cũng chia sẻ một chút như vậy. Thì tất cả những cái thứ mà Tuấn chia sẻ thì Tuấn chỉ mong là mọi người có thể ứng dụng ngay vào cuộc sống trong ngày mai, chứ tuyệt đối Tuấn không nói về những cái thứ mà nó liên quan đến cái triết lý cao sang gì cả. Sau khi tôi nói triết lý thì bao giờ trong cuộc sống thì cũng có 3 cái tầng. Tầng 1 sau khi hiểu triết lý thì tầng 2 thì có tư duy hành động, và tầng thứ 3 là hành động. Rồi ạ. Bạn là sinh viên sắp ra trường, bạn mong muốn có kỹ năng chuyên môn cao, nâng cao tư duy trong kinh doanh, nâng cao thu nhập và thăng tiến trong công việc. Vậy chương trình này là sự lựa chọn dành cho bạn. Business Chu, chương trình huấn luyện kinh doanh thực tiễn, được thiết kế và vận hành trực tiếp bởi Trường Doanh nhân Siêu Việt Nam, sáng lập bởi Chủ tịch Tập đoàn Siêu Việt Nam. Lộ trình học tập của bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ được ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung trong 6 tháng xuyên suốt. Sống và rèn luyện theo môi trường của quân đội, giúp bạn có được kỷ luật tốt của một người đi làm. Được học tập kinh doanh thực tiễn cùng doanh nhân, những người đang kinh doanh thực tế. Được đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng hội nhập trong doanh nghiệp như tiếng Anh giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán. Được hoàn thiện tư duy, năng lực làm việc theo đúng như yêu cầu của doanh nghiệp. Business 2
giúp bạn tự nâng cấp mình để hoàn thiện kỹ năng của một người đi làm. Đối tượng tham gia là ai? Dành cho sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, những người mới tốt nghiệp, đang đi làm được 1 năm hoặc trên 1 năm. Sau quá trình huấn luyện, học viên sẽ được bố trí việc làm tại các công ty, tập đoàn mà có chủ doanh nghiệp là đối tác của tập đoàn Siêu Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin vui lòng truy cập website truongdoanhnhansieuvietnam.edu.vn. Hotline tư vấn trực tuyến 0986 77 6622. Business Chu, chắp cánh ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986 77 6622.